Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Vẽ Gì Hay. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Thảo sẽ hướng dẫn cách để chúng ta có thể vẽ nên một bức tranh với 4 cây kem rất là đơn giản và quen thuộc như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bức tranh này nhé. Và kem chắc chắn là rất là quen thuộc với rất là nhiều người, đặc biệt là với các bạn nhỏ. Và đây cũng là một trong những cách vẽ đơn giản nhất để chúng ta có thể thực hiện được nhiều loại kem khác nhau. Và mọi người hãy tiếp tục nhấn đăng ký kênh Vẽ Gì Hay của Thảo Mai Map để cùng nhau cập nhật cũng như là luyện tập vẽ những hình cơ bản và đơn giản 15 phút mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!